Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Xin được kính chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc. Đàn ông khi yêu sao cũng được, chỉ cần các cô gái đẹp, dễ thương, biết nằm nũng và mè nheo là các chàng đã động lòng. Thế nhưng khi quyết định tiến tới hôn nhân thì anh ta bắt đầu soi xét cẩn thận. Người phụ nữ kém hấp dẫn rơi vào 3 nhóm dưới đây, chắc chắn đàn ông sẽ không bao giờ cưới. 1. Người phụ nữ luôn phàn nàn, thích so sánh và không thích làm. Kiểu phụ nữ kém thu hút thế này thường chỉ thích buôn chuyện, ăn không ngồi rồi, thích so sánh với người khác. Họ thích cằn nhằn tới mức quen, rồi một chút khó khăn đã phàn nàn. Người phụ nữ này luôn tràn đầy cảm xúc tiêu cực, không hài lòng với mọi thứ xung quanh. Vì vậy, đàn ông không thích kiểu phụ nữ thế này, vì họ không muốn gia đình của mình lúc nào cũng thấy mệt mỏi, tiêu cực vì có một người vợ hay than thở, khó chịu. Phụ nữ chính là linh hồn của gia đình. Phụ nữ càng có trái tim hào phóng, đầy sinh khí, mỉm cười vui vẻ thì gia đình sẽ càng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Người phụ nữ hấp dẫn nhất chính là khi mang đến cho người bên cạnh những điều đẹp đẽ như thế. 2. Người phụ nữ thích phù phiếm, dựa dẫm vào người khác. Có rất nhiều người phụ nữ không biết phải trái, chừng mực. Họ thích khoe khoang mọi lúc, mọi nơi, thậm chí ăn nói hai lời, câu trước câu sau hoàn toàn khác. Họ thích tiêu tiền của người khác, luôn xem việc người khác giúp đỡ là chuyện đương nhiên, thậm chí còn đòi hỏi dựa dẫm. Đây chính là kiểu phụ nữ nghĩ mình là hoa hồng trong tủ kính, để người khác giữ gìn nâng niu, tìm kiếm lợi ích từ người khác. Nhưng chính cái tính cách này khiến cho người khác cảm thấy họ kém giá trị. Họ còn là kiểu phụ nữ thích so sánh hơn thua với người khác. Họ thích kiểm soát người bên cạnh, đổ lỗi cho người bên ngoài. Phụ nữ nên nhớ, cuộc sống có nhiều điều khó khăn, đó là chuyện đương nhiên. Ai cũng phải đấu tranh để sống, đó chính là sự công bằng. Phụ nữ có tài năng hay ngoại hình không quan trọng bằng việc chăm sóc cả ngoại hình và tinh thần để tỏa sáng dù ở bất kỳ đâu. Người phụ nữ hấp dẫn là người luôn giữ được sự tự tin cùng với một tâm hồn độc lập, không thích dựa dẫm. Dù bạn đang làm gì, là ai thì đều phải chăm chỉ làm việc. Chỉ có như thế mới giữ mình có giá trị và thu hút. 3. Bất nương với cha mẹ. Con người sống không biết cội nguồn, tình thân thì chính là không có đạo đức và phẩm giá. Kiểu phụ nữ này đến cả cha mẹ của mình mà cũng không tôn trọng, thì dù là ai cũng không thể đối xử tốt được. Họ là kiểu phụ nữ không có nhân cách tốt. Đàn ông không chỉ xem thường mà còn tránh xa họ. Phụ nữ ở đời xinh đẹp, giỏi giang thế nào mà không biết hiếu thuận với cha mẹ, tôn trọng người lớn tuổi thì làm gì cũng không suôn sẻ, bản thân cũng không thể có sức hút. Họ không có được lòng tin, uy tín với người khác. Cha mẹ chính là quý nhân trong cuộc đời của mỗi người. Hiếu thuận với cha mẹ chính là đạo nghĩa cả đời không được bỏ qua. Lòng hiếu thuận sẽ là báu vật giúp con người gặp may mắn, giữ chọn nhân phẩm và giá trị của bản thân. Đàn ông thay lòng đổi dạ, đàn bà mới quyết định từ bỏ hạnh phúc của mình. Đàn ông có mới nới cũ, đàn bà mới chấp nhận rời đi với những tổn thương chất chồng. Chứ ai đời đang sống hạnh phúc lại rời đi đâu. Phụ nữ có thể chịu đựng được tất cả khổ đau, nhưng lại không thể chấp nhận sự phản bội nơi người đàn ông họ yêu thương nhất. Điều đó giống như nghìn nhát dao đâm vào trái tim của họ. Phụ nữ lấy chồng, đánh đổi tất cả, chỉ mong có được hạnh phúc trọn vẹn. Chẳng có ai lại nghĩ đến một ngày phải bỏ chồng, phải mang tiếng xấu suốt đời như vậy. Đàn bà bỏ chồng không phải vì nghèo khổ mà vì sự phản bội của đàn ông. Đàn ông thay lòng đổi dạ, đàn bà mới quyết định từ bỏ hạnh phúc của mình. Đàn ông có mới nới cũ, đàn bà mới chấp nhận rời đi với những tổn thương chất chồng. Chị bỏ anh không phải vì nghèo mà là vì tim anh không còn đặt ở nơi mẹ con chị nữa. Từ ngày anh chị ly thân, dòng họ hai bên ai cũng lời ra tiếng vào. Người ta nói chị tệ quá, chồng mới phá sản mà đã đành đoạn bỏ đi. Phụ nữ như vậy thà bỏ quách đi cho xong. Nghe người ta nói những lời không hay về chị, anh lờ đi.
nhưng trong lòng anh là người rõ nhất ai mới là người có lỗi trong chuyện này. Trước khi ly thân, chị đã bán hết số vàng vòng trang sức của hồi môn đưa hết cho anh. Chị hy vọng với số tiền đó, anh có thể trả được một phần nào số nợ của mình. Chị nghĩ đây là điều mà một người vợ nên làm cho chồng. Nhưng có mấy ai biết được điều đó? Mấy ai biết chị đã phải khổ sở, đau đớn như thế nào khi nghe tin anh ngoại tình? Ai cũng nghĩ chị tham phú phụ bần. Ai cũng nghĩ chị là loại đàn bà ham vật chất. Nhưng thực tế tất cả đều là do sự phản bội của người đàn ông. Tha thứ cho chồng ngoại tình là việc chẳng đặng đối với đàn bà. Vì vậy, đàn ông đừng mặc sức chơi đùa bên ngoài, bởi phụ nữ cũng biết mệt, cũng biết từ bỏ những điều làm cho mình đau. Đàn ông, đừng để khi về nhà chẳng còn thấy bóng dáng vợ đâu, rồi khi đó mới biết hối hận là gì. Đàn ông một khi đã lạc lòng, đàn bà cũng lạc hướng trông mong. Họ không còn đủ kiên nhẫn để ở nhà chờ đợi chồng trở về sau những cuộc vui chơi. Họ không đủ sự tận tâm để vun vén gia đình khi chồng mặc sức vui chơi bên ngoài. Sức chịu đựng của đàn bà có giới hạn, không phải ai cũng đủ bao dung để mãi tha thứ cho một người đã thay lòng. Đàn ông đã phản bội, thế nào đàn bà cũng sẽ chọn cách ra đi. Phụ nữ yếu đuối nhưng đôi khi cũng có những quyết định mạnh mẽ lắm. Vì vậy, đàn ông đừng vô tâm nữa, đừng mang trái tim phụ nữ ra đùa giỡn. Bởi một khi đã buông tay, chồng chẳng còn là gì trong mắt của họ nữa. Những lý do khiến đàn bà bỏ rơi chính mình, đến họ cũng giật mình bất ngờ. 1. Dành quá nhiều thời gian để chăm chồng con. Những người phụ nữ có gia đình, phần lớn thời gian đều dành hết cho chồng con. Vì vậy, họ có rất ít thời gian để dành cho bản thân mình. Sáng dậy quần quật trong bếp, nấu cho chồng con những bữa ăn ngon, rồi phải vội vã đi làm. Chiều đến vội vàng tan ca để đón con, nấu ăn, giặt giũ. Tối đến dạy con học, ru con ngủ. Đến khi đặt lưng xuống giường thì cũng đã hết một ngày mà chưa làm gì được cho bản thân. Đầu tóc rối bù, quần áo sập sạch cũng không kịp ngó ngàng đến. Phải chăng phụ nữ đã tự làm khổ chính mình? Ai cũng có gia đình, cũng có cuộc sống riêng. Nhưng phụ nữ khôn ngoan vẫn rất xinh đẹp, gọn gàng, có đủ thời gian dành cho bản thân. Đó là vì họ biết cách cân bằng mọi chuyện. Họ biết dành thời gian cho chồng con và bản thân một cách hợp lý nhất. Họ không ôm đồm quá nhiều chuyện vào người. Họ không trở thành nô lệ mặc chồng con sai khiến. 2. Ôm đồm công việc của gia đình chồng. Phụ nữ không nhất thiết chuyện gì cũng ôm hết vào người. Bạn cũng có quyền được chọn một cuộc sống thoải mái, tự do giống như mình mong muốn. Hãy trở thành người hạnh phúc thay vì người hoàn hảo trong mắt người khác. Bạn đừng tự đặt ra áp lực cho mình. Những chuyện nhà chồng, nếu giúp được cứ giúp. Đừng xem đó là trách nhiệm và bổn phận của bản thân. Đừng tự cho đó là điều mà bản thân phải làm để trở nên tốt đẹp trong mắt cha mẹ chồng. Bởi phụ nữ càng ôm đồm hết việc, càng khổ chứ không được gì. Khi bạn mệt mỏi, ngã quỵ sẽ không ai đến bên hỏi han, mà đó chỉ là cơ hội để họ nói ra những điều không hay về bạn mà thôi. 3. Công việc quá bận rộn. Phụ nữ hiện đại không có chuyện gì không làm được. Họ cũng giỏi giang và giữ nhiều chức vụ cao trong xã hội. Tuy nhiên, vì quá bận rộn với công việc nên họ thường có xu hướng bỏ rơi chính mình. Mỗi ngày họ quần quật với đống hồ sơ, thậm chí tăng ca chẳng biết giờ giấc. Guồng quay cơm áo gạo tiền khiến cho họ mất quá nhiều thời gian. Đôi khi họ không cả quan tâm đến bản thân. Tuy nhiên, phụ nữ hãy biết cân bằng cuộc sống và quỹ thời gian của mình. Dù bận rộn đến mấy, dù có mải miết kiếm tiền, cũng đừng bao giờ bỏ rơi bản thân. Bạn hãy biết quan tâm, chăm sóc sức khỏe của mình trước. Sức khỏe là quan trọng nhất. Vì vậy, đừng để đến khi đổ bệnh rồi mới biết trân trọng. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.